Xin chào, hôm nay kho tủ nhựa giới thiệu với gia đình mình chiếc tủ quần áo cửa lùa màu DOC với chiều cao là 2m, bề ngang là 1m62 và độ sâu bên trong là 52. Chiếc tủ này có cấu tạo làm hai phần. Thứ nhất là khoang thứ nhất thì gia đình mình có thể thấy là ở giữa sẽ có một cái thanh treo đồ làm bằng inox, và thanh treo đồ này được gia công cực kỳ chắc chắn và chịu lực được 30 đến 40 mắc quần áo. Và phía trên, phía dưới được ngăn cách khoảng không gian bằng thanh đập ngang. Thanh đập ngang này không những có tác dụng là phân chia khoảng không gian của chiếc tủ, mà là đây cũng là một yêu cầu kỹ thuật giúp cho chiếc tủ trở nên chắc chắn hơn. Và đây là khoang thứ hai. Ở khoang thứ hai này, gia đình mình vẫn có thể thấy là có một thanh tre đồ làm bằng inox gia cường cực kỳ chắc chắn và cũng có sức chịu lực là 30 đến 40 móc quần áo. Và phía dưới có các ngăn kéo. Ngăn kéo này được thiết kế đặc biệt là những ngăn kéo âm được trang bị dây phun ngăn kéo, giúp tận dụng cái độ sâu tối đa của chiếc tủ. Ngoài ra, trong chiếc tủ này thì các ngăn kéo sẽ được chia làm hai phần, có một cái thanh để chia chiếc ngăn kéo làm hai phần. Ngoài việc giúp cho gia đình mình dễ dàng hơn trong cái việc phân loại đồ thì giúp cho cái ngăn kéo này không bị vóng xuống trong quá trình sử dụng. Mặt sau của chiếc tủ được làm bằng tấm alu giúp cho chiếc tủ chống được mối mọt và ẩm mốc, kéo dài thời gian sử dụng của tủ. Và điều đặc biệt của chiếc tủ cửa lùa này đó chính là cái phần ray trượt. Cái phần ray trượt này á, là trong quá trình sử dụng thời gian lâu dài thì gia đình mình thấy là đối với các sản phẩm khác làm bằng từ inox thì hoặc là làm từ sắt nó sẽ bị rỉ trong quá trình thời gian sử dụng, và các bánh xe nó sẽ bị lật ra. Tuy nhiên, đối với chiếc tủ tại kho tủ nhựa thì dù sử dụng bao lâu chăng nữa thì cái ray trượt này vẫn chạy rất là êm. Và phía bên ngoài, cái tay cầm của chiếc tủ được làm bằng hợp kim nhôm giúp cho chống rỉ sét và chống bị chảy xước. Và một chiếc tủ như này nó sẽ giúp cho gia đình mình tiết kiệm được khoảng không gian mở. Gia đình mình quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ qua số điện thoại 0905102845 hoặc truy cập vào website kho-tủ-nhựa.com, cửa hàng trưng bày sản phẩm tại 17 đường số 3 phường Trần Thọ của Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.